quá trình xây dựng luật thủ đô sửa đổi năm 2024. Hơn 2 năm qua, Chính phủ, Hà Nội, các bộ, đặc biệt là Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban pháp luật, các cơ quan phối hợp thẩm tra, Hội đồng dân tộc, các ủy ban đã phối hợp chặt chẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hồ sơ dự thảo luật thủ đô sửa đổi đầy đủ, đúng quy định, đúng tiến độ. Như vậy, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật thủ đô sửa đổi với số phiếu tán thành rất cao. Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, triển khai nhiều hội nghị hội thảo lấy ý kiến các cơ quan trung ương, thành viên tổ biên tập, các sở ngành, chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện dự thảo luật thủ đô. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tâm huyết trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tổ chức giải trình, tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung trong dự thảo luật trước khi trình Quốc hội. Với sự chuẩn bị công phu chu đáo cùng sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, luật thủ đô là minh chứng sinh động cho tinh thần cả nước vì Hà Nội cùng Hà Nội. Cùng với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là nền tảng quan trọng mở đường đưa Hà Nội tiến lên một vị thế mới, xứng tầm là hạt nhân, trung tâm hội tụ lan tỏa của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm với thủ đô các nước phát triển trong khu vực như mục tiêu Bộ Chính trị đề ra.